Bữa nay em xin giới thiệu với bác một sản phẩm mới ra, vừa mới ra mắt ngày hôm nay. Một sản phẩm rất là mới, vừa được cập bến ở bên cửa hàng đại lý Huân Hoa. Đó là một con âm ly số tích hợp 3 trong 1 luôn. Có nghĩa là âm ly số tích hợp 3 trong 1 là gì? Có nghĩa là tích hợp luôn một đôi mic không dây bên trong này. Tích hợp cả vang số, tích hợp cả cục đẩy. Và điều đặc biệt là cái sản phẩm này là sử dụng mạch Class D rất là nhỏ gọn để cho phù hợp với không gian của các bác, nhất là những các bác nào ở trong khu vực mà chung cư ấy, diện tích mà để bày kệ hạn hẹp thì các bác có thể để ý cho em cái sản phẩm này. Đấy, anh em nhìn qua, đầu tiên em sẽ điểm qua một chút anh em về cái mặt đằng trước của nó và cái toàn bộ cái những phụ kiện đi kèm có những cái gì để em sẽ giới thiệu qua cho các bác trước đã. Đây là cái sản phẩm âm ly 3 trong 1 của hãng BS Audio nhé, mã là KM600, vừa ra được cách đây 1-2 hôm. Đó, tích hợp 3 sản phẩm trong 1, bao gồm sẽ có gồm là một mic không dây này, một đôi mic không dây này, bao gồm một con vang số, một con đẩy và sử dụng mạch Class D công nghệ mới để cho nó nhỏ gọn lại. Đó, có nhìn thấy kiểu đầu tiên anh em nhìn thấy cái kiểu dáng bên ngoài này. Sử dụng một cái màn hình cảm ứng đây nhá, màn hình LED là màn hình cảm ứng luôn và tích hợp đầy đủ các cái tính năng như là Bluetooth này, cổng quang, rồi là đây anh em nhìn thấy cổng quang Bluetooth chống hú đầy đủ hết luôn anh em nhé. Chống hú thì là chống hú 3 cấp độ luôn đó. Và những sản phẩm bao bì đây, đây là cái bao bì đập hộp, nó nhìn rất là nhỏ gọn và nhỏ gọn như thế này đó. Anh em bày ở trong các cái tủ máy, rồi là trên các kệ tivi, rồi là các cái kệ ở chung cư hoặc là kệ ở gia đình các bác thì các bác để lọt thỏm luôn, gần như là chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là bé, giống như một cái đầu đĩa ngày xưa thôi anh em ạ. Size là size 2 u rưỡi nha anh em nhé, size 2 u rưỡi này, cái khoảng này chiều rộng này chỉ bằng ngang một con âm ly ở nhà các bác thôi. Đó, đây là cái hộp nó mã là BS Audio KM600, tích hợp 3 trong 1 luôn, cực kỳ khỏe mà vang nhại rất là hay, chống hú gần như là tuyệt đối 100% anh em nhé. Đó, tích hợp luôn. Đây là cái màn hình cảm ứng nó này, khi mà các bác mà mua về thì bác muốn điều chỉnh nó to nhỏ đấy, chạm vào đây và xoay này, đó, xoay này, tăng giảm mic này, đó, tăng giảm echo vang nhại này. Đấy, đây là cái nút input này để chọn đầu vào này. Đấy, input đầu vào anh em có thể thấy là sẽ chọn rất là nhiều cổng vào, là cổng VOD, DVD, cổng Bluetooth, đấy, cổng HDMI, rồi cổng MP3, tích hợp cả MP3 luôn nhá. Anh em có thể chơi tốt được nhạc MP3 thông qua cổng USB này, hoặc là anh em cắm hai mic không dây bên ngoài thêm vào đây cũng được. Đó, bằng hai mic không dây này anh em có thể nối tiếp thêm một cái bộ bộ mic không dây nữa vào cái lỗ mic này cũng được. Đó, rất là tốt, rất là phê. Và khi mà bác mua bên em sản phẩm này, bên em thì sản phẩm này nó sẽ bao gồm đi kèm những cái gì? Nó sẽ có một cái điều khiển từ xa này anh em nhìn này, điều khiển từ xa này để các bác điều chỉnh từ xa được, điều chỉnh cái âm lượng của micro này, âm lượng của music này, âm lượng của vang nhại này. Và bên trong này nó sẽ có tích hợp 6 à 7 cái chế độ luôn. 1 2 3 4 5 6 mode. Mode này là để các bác có thể lưu cài đặt trong cái phần mô tả ở đây. 1 2 3 4 5 6 này giống như các bác, ví dụ như là anh em muốn lưu một chương trình, số 1 này là karaoke này, chương trình số 2 này là hát theo kiểu chế độ ca sĩ này, chương trình số 3 là hát theo kiểu và để mình nghe nhạc chẳng hạn, nghe nhạc nhẹ này. Số 5 này là chúng ta có thể là nghe nhạc Remix, số 6 này nghe nhạc Bolero đó. Tất cả những cái này chúng ta có thể là cài đặt được. Cài đặt bằng cách nào? Vì cái này, sản phẩm này nó là sản phẩm âm ly số, chúng ta nó sẽ có cái dây dây kết nối với lại máy tính để chúng ta sử dụng phần mềm, sau đó chúng ta sẽ cài đặt. Đây là cái đĩa kèm theo. Cái đĩa này là chứa cái phần mềm bên trong của nó. Và cái dây này để chúng ta kết nối từ máy tính với lại con âm ly này. Khi bác mua hàng bên em thì bên đương nhiên xem sẽ cài đặt sẵn cho các bác luôn là những cái mốt chế độ để chúng ta chơi nhạc, để chúng ta hát karaoke theo cái ý thích của bác. Hôm nay cái buổi đầu tiên để review cho review qua thôi, em sẽ chưa review kỹ về cái sản phẩm này và chỉ giới thiệu qua một chút cho anh em để anh em biết thôi. Có sản phẩm mới ra, hôm nay em thử alo lấy em thử có mở tiếng nhạc và tiếng mic lên rất là căng, và sử dụng một cặp loa 30 như này này. Đó, cặp loa 30 bát to như thế này mà đánh rất là căng, mà không kinh ra mở nhạc to cũng như là sử dụng micro không dây alo cùng vào nó sẽ không bị vỡ tiếng, như vậy là rất là đạt yêu cầu anh em nhé. Đó, kiểu dáng nhỏ gọn mềm mại,
Một cái bộ sản phẩm này hứa hẹn xong thời gian tới nó sẽ là cái sản phẩm chiến lược, sản phẩm rất là đem lại chúng ta rất là nhiều cái tiện lợi. Đó, chúng ta không phải setup nhiều, không setup quá nhiều, không cần phải quá nhiều một quá nhiều các cái sản phẩm chồng chồng lên nhau tích hợp bên trong đó, thì chỉ cần một con sản phẩm âm ly như này thôi là anh em có thể chơi được rồi. Đó, chỉ cần một con này và một đôi loa và con trầm nữa thôi là chúng ta đã có thể là hát karaoke, giải trí gia đình ở nhà rồi các bác nhá. Anh em nhìn thấy này, mặt màu đen nhá, mặt chỗ này là mặt phay này, chỗ này là màn hình led này. Đó, giờ công nghệ càng ngày càng cao rồi anh em nhá, tích hợp hai mic không dây này, hai mic không dây luôn nhá, mà giá lại rất là rẻ. Anh em bật mí cho các bác như vậy, giá rất là rẻ thôi. Anh em nó inbox cho em giá đảm bảo, em thề với các bác là cực kỳ rẻ luôn, nhưng với điều kiện là anh em phải inbox hoặc là alo cho em thì mới giá mới rẻ được. Còn anh em thông cảm cho em là cái giá mà em mà để update lên công khai ở trên cái YouTube như thế này ấy, thì là phải có một thời gian nữa, thì sau khi mà thị trường đã có rồi bắt đầu thì em mới dám công khai giá, vì cái này liên quan đến rất là nhiều các cái đại lý khác nữa, anh em thông cảm. Nhưng mà tuy nhiên anh em muốn giá tốt nhất ấy, thì anh em là sẽ alo cho em và em sẽ báo giá cho các bác. Bây giờ em thử alo lại cái tiếng micro cho anh em nghe thử đã nhá. Đây, micro này của nó này, micro này không anh em mua ở ngoài trị giá phải tầm cỡ từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một bộ anh em nhá. Là chưa kể âm ly rồi là vang số nữa. Đây, con này nó tích hợp 3 trong 1 như thế này luôn thì anh em dùng có vẻ sướng không? Em alo thử anh em nghe nhá. Lên 1 2 thì mic cực kỳ đẳng cấp luôn. 4 5 6 7. Lên 1 2 1 2 3 4 5 5. Các bác chỉ cần chạm này và xoay này. Đó, xoay này. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Quá hay luôn. Này, anh em nhìn nhá. Em tích hợp này. Đó, xoay này đây này. 5 6 7 1 2. Cái này là đang chế độ mặc định này, em chưa có chỉnh chọt bất kỳ một cái gì cả. Em mới bóc hộp ra và test thử cho các bác thôi. Vì nó hay quá em phải review luôn cho các bác đó. Anh em nghe thử lại lần nữa này. Tiếng mic rất hay luôn này. 1 2 1 2 4 5 6 7 lên. Cặp loa em đang test đây là cặp loa full bass 30 anh em nhé. Đây. Cặp loa full bass 30 này, công suất rất là khủng luôn. Mà tiếng nó lên như thế này thì nó rất là đạt yêu cầu và cũng rất là đạt yêu cầu bên em test. Đó. Sản phẩm để test review cho các bác nghe thử mà nó đạt như thế này rồi thì anh em rất là ok. Và sản phẩm này xem sẽ được bảo hành cho các bác 1 năm anh em nhé. Sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm. Mã là BSKM600 luôn. Rồi, xin chào bác em ạ. Các bác ở cái video clip tiếp theo nhá. Vì con này nó quá hay. Để đèn sau em sẽ có một cái video để test sâu bằng cái phần mềm trên máy tính cũng như là giới thiệu sâu hơn nữa về cái sản phẩm này cho các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo nhá.